Năm 2020, Mù Cang Chải có 2 lần được vinh danh trên các tạp chí du lịch thế giới. Một trong 20 điểm đến sắc màu nhất thế giới. Top 50 điểm đến đẹp nhất thế giới. Điều gì đã khiến Mù Cang Chải hấp dẫn đến như vậy? Không chỉ là vẻ đẹp của sự hùng vĩ, hiểm trở, thơ mộng với những cánh rừng đại ngàn, những triền ruộng bậc thang, Mù Cang Chải còn hấp dẫn bởi nơi đây còn là một kho trầm tích văn hóa dân gian và nền ẩm thực phong phú. Và hôm nay, hãy cùng phóng viên Viết Thành cảm nhận một thoáng sắc màu trong muôn vàn vẻ đẹp của vùng đất này. Thưa quý vị, những cái hình ảnh này thì đã khắc sâu vào tâm khảm của Viết Thành từ hồi còn bé, khi mà Viết Thành xem những cái bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Đó. Tuy nhiên thì đây không phải là ở Trung Quốc, mà đây là ở xã Mô Dê của huyện Mù Cang Chải, một rừng che mai khoảng độ 4 đến 5 hecta của đồng bào người Mông ở xã Mô Dê. Và theo đồng bào thì rừng che mai này đã có tuổi thọ khoảng độ 60 đến 70 năm rồi. Trước đây thì đồng bào trồng cái rừng che mai này với nhiều mục đích trong cái việc sản xuất của bà con. Tuy nhiên khoảng độ 1 đến 2 năm trở lại đây thì rừng che mai này bỗng trở thành một cái điểm đến rất hấp dẫn đối với khách du lịch khi mà đến Mù Cang Chải. Và nào, bây giờ tiếp tục xin mời quý vị, xin mời các bạn cùng với Viết Thành ngắm lại những hình ảnh đẹp nhất của rừng che mai ở Mù Cang Chải này. Nếu ngắm Mù Cang Chải mùa lúa chín, chúng ta sẽ phải đến vào tháng 9 dương lịch. Ngắm mùa nước đổ thì đến tháng 5. Nhưng để chiêm ngưỡng rừng che mai ở đây thì bạn có thể đến bất cứ lúc nào. Để vào được rừng che mai này, bạn cần trải qua khoảng 3 cây số đường dốc khó đi. Và để đảm bảo cho một rừng mai tuyệt đẹp như thế này, bạn sẽ bỏ ra 20.000 đồng tiền vé để người dân địa phương có chi phí dọn dẹp, chăm sóc rừng che mai. Đây là vườn che mai của Phúc. Phúc là một trong 11 chủ rừng che mai tại Mù Cang Chải. Chăm sóc, làm cho nó quang liên tục. Cái này mình phải chăm sóc liên tục anh ạ. Mình phải bảo vệ liên tục, không thả gia súc vào trong này. Cái này là mình sẽ thường xuyên là vào đây dọn dẹp. Du khách đến là mình phải dọn dẹp thường xuyên mới tạo được cái cảnh quan đẹp để cho mọi người đến. Chứ thường thường là một ngày cuối ngày là bọn em sẽ ra dọn rác một lần. Thưa quý vị, để có một cái rừng che mai đẹp như thế này thì đồng bào người Mông đã phải chăm sóc nó liên tục. Và làm sao để cái rừng che mai nó phải quang đãng và sạch sẽ. Và ngay bên cạnh tôi đây là em Phúc, sinh năm 1995 và là một trong 11 chủ cái rừng che mai này. Đó, quý vị thấy không? Chỉ có 4 đến 5 hectare nhưng có đến 11 chủ rừng. Tất nhiên là 11 chủ rừng thì sẽ biết cách để cùng nhau phát triển cái rừng che mai để phát triển du lịch ở đây. Vậy thì Phúc này, cái công việc của mình ở đây trong cái việc bảo vệ và chăm sóc cái rừng che mai này là như thế nào? Trong cái khu rừng này thì bọn em có 11 hộ để bảo vệ được ấy, thì bọn em cũng đối với em thì cũng là người dẫn đầu. Hiện tại là em đang là tổ trưởng của tổ hợp tác trong rừng che mai, thì em cũng dẫn dắt các hộ gia đình cùng nhau bảo vệ, rồi là
mình sẽ dọn dẹp là rác khi có khách đến này, mình sẽ thu gom rác để vào sò rác, là mình tuyên truyền không được thả gia súc gia cầm vào trong khu rừng che mai này. Thì hiện tại thì bọn em cũng bảo vệ rất là lâu rồi, từ cách đây khoảng 60-70 năm tuy đời cha ông đến truyền lại cho bọn em. Thì bây giờ là bọn em cũng được hưởng gọi là cái khu vui chơi, gọi là điển đếm cho tất cả mọi người dưới xuôi lên, không chỉ riêng ở dưới thành phố hay là ở đâu, thì bọn em cũng rất sẵn sàng là chào đón tất cả mọi người đến khu du lịch sinh thái này. Vậy thì vào những cái thời điểm đông khách du lịch thì một ngày rừng che mai của mình là tiếp đón khoảng bao nhiêu khách du lịch đến đây? Thường thường thì vào mùa du lịch thì ở đây sẽ chào đón khách tầm khoảng 300 đến 500 lượt khách mỗi ngày, là trung bình vào cuối tuần là từ thường như thế. Còn trung bình quân số một tuần ấy, thì bọn em sẽ tính theo một tuần thì là sẽ rơi vào tầm khoảng 1.000 lượt khách gì đó, thì tùy theo khách đến đông hay là ít, tùy theo thời tiết nữa anh ạ. Thường thường là sẽ có theo mùa du lịch là mùa nước đổ và mùa lúa chín, thì từ thời tháng 4 đến tháng 6 và tháng 8 đến đầu tháng 10 là thời điểm là đông khách nhất. Ở đây thì ngoài cái việc mà cho khách vào thăm rừng che mai của mình thì em cùng các hộ thì đã phát triển thêm những cái dịch vụ gì để khách đến đây có thể là thưởng thức cũng như là chiêm nghiệm thêm một số những cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào người Mông? Hiện tại thì bọn em trong này thì bọn em sẽ cũng vừa mới cho nên là bọn em sẽ cho khách thưởng thức như là nấu ăn, phục vụ khách ăn trong tại rừng che mai này luôn, rồi là cho khách thưởng thức như món bánh dày, là cho mang quần áo ra đây khách trải nghiệm, rồi là mặc trang phục ở trong này luôn để trang phục của dân tộc Mông bọn em. Vâng, thưa quý vị có thể thấy rằng là đó, một ngày có những cái ngày cao điểm đón tới khoảng độ 300 khách du lịch. Trong khi đó thì em Phúc nói với tôi là mỗi một khách du lịch vào đây thì các hộ ở đây sẽ thu với cái giá vé này 20.000 đồng. Tính ra thì cái nguồn thu về trong một ngày mà cái thời điểm cao điểm á, nó sẽ khá là cao. Tính ra nó khoảng độ 6 triệu. Vâng, đúng ạ. 6 triệu. Chia cho 11 nhà. Đó là một cái nguồn thu cũng không hề nhỏ đối với đồng bào bà con ở trên này. Như vậy thì ngoài ra thì bà con có thể làm thêm rất là nhiều dịch vụ như dịch vụ ăn uống, chẳng lẽ lên đây thì không ăn uống đúng không? Đúng rồi. Đó, rồi chụp ảnh, mặc quần áo của đồng bào chụp ảnh khá là tuyệt vời. Từ một cái rừng tre mà có thể nếu không phát triển du lịch thì nó cũng chỉ là cây tre, cây vầu thôi. Đó, và nó không mang lại nhiều, quá nhiều những cái giá trị. Tuy nhiên khi phát triển du lịch thì nó vừa mang tính bền vững đó, và nó lại mang lại những cái giá trị rất cao. Như vậy thì Mù Cang Chải đã có thêm một cái điểm đến thực sự hấp dẫn đối với du khách trên mọi miền đất nước cũng như là cả du khách nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng điểm qua nào. Ở Mù Cang Chải thì tháng 4, tháng 5 thì sẽ có mùa nước đổ, tháng 9, tháng 10 thì sẽ có mùa lúa chín vàng. Đến Tết Dương Lịch thì sẽ có mùa hoa mai anh đào, hoa tớ dày ạ. Và cùng cái thời điểm hoa tớ dày thì là mùa lá phong ở xã Chế Tạo. Và đến sau Tết âm lịch thì lại tiếp tục có mùa hoa đỗ quyên. Đó, rất là nhiều những thứ để Mù Cang Chải có thể trở thành một cái điểm đến thực sự hấp dẫn và một cái điểm đến mà khách du lịch có thể đến quanh năm. Và đây là một cái điểm đến mà khách du lịch có thể đến bất cứ lúc nào mà mọi người đến, chứ nó không theo một cái thời vụ nào cả. Do mới được biết đến hơn một năm trở lại đây, chính vì vậy lượng khách đến đây vẫn còn hạn chế, đặc biệt vào những tháng không có lúa như dịp cuối năm như thế này. Tuy nhiên, hầu hết khách đến đây đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của rừng tre. Vào những thời điểm ít khách như hiện tại, mỗi ngày rừng tre Mai vẫn đón 20 đến 30 khách đến thăm. Hầu hết là các bạn trẻ ở dưới xuôi lên. Đây là lần đầu tiên em đến đây anh ạ. Ở cảnh ở đây công nhận là vô cùng đẹp. Và nếu mà ở cái khu vực này vào rơi vào mùa hè ấy, rất là hợp so với mình được đi cắm trại hay là ăn uống, rất là tuyệt vời. Khi mình bước vào đây ấy, những cái cây
tre cây vầu này nó rất là thẳng và rất là rộng, và cảm giác nó như kiểu mình được hòa mình cùng tự nhiên ấy, rất là sướng. Em thấy thứ nhất là rộng hay là đẹp. Dạ vâng ạ, đẹp như người mông. Đây là lần thứ hai Ngân đến với Mù Cang Chải. Nếu lần trước Ngân cảm phục trước sự hùng vĩ của ruộng bậc thang Mù Cang Chải, nơi thể hiện ý chí, sức lao động của đồng bào người Mông, thì lần này Ngân không khỏi sững sờ trước sự thơ mộng của rừng tre mai. Và đương nhiên là sẽ có những tấm hình đẹp để lưu lại kỷ niệm nơi đây. Cang Chải là vùng đất của người Mông, và bản thân cái tên Mù Cang Chải cũng là tiếng Mông được dịch sang tiếng Kinh là làng cây khô. 90% dân số Mù Cang Chải là người Mông. Người Mông sống ở Việt Nam từ hàng trăm năm qua. Họ sống rải rác ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên. Hiện ở các tỉnh vùng Tây Nguyên cũng đã có người Mông đến sinh sống. Hiện tại ở Việt Nam, người Mông có hơn 1 triệu dân. Họ thường sống chủ yếu trên độ cao 800 đến 1.500 mét so với mực nước biển. Đến Mù Cang Chải, một trong những trải nghiệm thú vị nhất chính là được đắm chìm trong không gian văn hóa của người Mông nơi đây. Ở đây bạn có thể không được nghe tiếng cổng chiêng như của đồng bào Tây Nguyên, nhưng bạn sẽ được thưởng thức âm thanh của tiếng khèn giữa đại ngàn Tây Bắc. Trong nếp sống của người Mông cũng rất đặc biệt. Họ thường sống cách biệt từng hộ gia đình. Từ nhà này sang nhà khác cũng phải vài chục mét, thậm chí vài trăm mét. Ngôi nhà không làm nhà sàn như người Thái, mà nhà của họ là nhà đất. Tất cả ăn uống, nấu nướng, ngủ nghỉ đều được thực hiện trong ngôi nhà chính. Ở Mù Cang Chải, người Mông sống rất rải rác ở các xã. Họ sống nhờ ruộng nương, nhờ sơn tra, nhờ vào cây thảo quả. Vài năm nay, khi Mù Cang Chải là một điểm đến hấp dẫn khách du lịch, thì khám phá đời sống văn hóa của đồng bào ở đây cũng là điều kiện bắt buộc phải có đối với một số du khách trong và ngoài nước. Ẩm thực của người Mông thường khá đơn giản, và người Mông ở Mù Cang Chải cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những món ăn của đồng bào ở đây vẫn có những đặc trưng rất riêng. Chỉ có Mù Cang Chải mới có món bá rủ. Chỉ có Mù Cang Chải bạn mới có thể được thưởng thức gà đen bất cứ lúc nào. Và hôm nay, tôi sẽ được thưởng thức một món ăn cũng rất đặc biệt của người Mông Mù Cang Chải nói riêng và của đồng bào vùng cao nói chung. Và bây giờ thì bạn Phúc sẽ đưa tôi cùng với một số bạn trẻ ở đây đi bắt sâu tre, và xong sau đó về sẽ chế biến cái món sâu tre, một cái đặc sản của bà con vùng cao ở trên này. Sâu tre là một loại ấu trùng sống trong những đốt của cây tre non. Nghe vậy thôi sẽ khiến nhiều người miền xuôi khiếp sợ. Thế nhưng nó lại là một món ăn đặc sản của người vùng cao, và có giá tới hơn 300.000 một cân.
Ở Mù Cang Chải, sâu tre thuộc loại hàng hiếm, được đến đâu là có khách mua đến đó. Đây cũng là một món đặc sản Phúc dùng để phục vụ khách du lịch khi đến với rừng tre mai của mình. Đây, mình lấy sâu tre ở chỗ này em. Vâng, em thấy là có mấy cây non này có đấy. À, nó sẽ có đây, ở những cây non à? Mấy cây non này có rồi đấy. Em thấy là nó cuốn bệ lá rất là nhiều, này là có, chắc là chắc chắn là có rồi. Đây, như cây này này, thì, hiện tại là em đang thấy cây này là có rồi. Như hỏi đi. Vâng, em sẽ trèo lên thôi mà chặt vài đốt xem mà nó ở đâu. Mùa sâu tre bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Nhưng rộ nhất vào tháng 10. Thời điểm này, nhiều người Mông đi vào tận rừng sâu, nơi có những rừng tre, rừng trúc, mọc hoang để tìm kiếm loài ấu trùng đắt giá này. Khi bà con đi bắt về, sẽ có những tiểu thương, nhà hàng thu mua và tích trữ. Có tiểu thương tích cả vài tạ sâu tre, chỉ để có thể bán quanh năm. Để mình biết thì mấy tre non này thì cuốn bệ rất là nhiều ấy. Trên đấy thì mình sẽ phân biệt được là cái nào là có sâu tre. Đó thì mình sẽ với lại có những mỗi một số cái lỗ nhỏ như thế này thì nó sẽ gọi là tre ăn sâu nó ăn ra bên ngoài để lấy oxy vào bên trong ấy. Đó thì nó mới tre sâu nó mới sống được. Thì bây giờ mình sẽ chặt vài đốt để mình lấy sâu ở trong đó ra. Thế nhưng mà anh hỏi thêm một tí này, ví dụ những cái cây non này mà mình đục nó ra như thế này đúng không? Vâng. Thì nó có ảnh hưởng gì khi mà nó phát triển không? Cái này thì để sâu ở bên trong thì mới ảnh hưởng, còn mình đục ra thì cũng không ảnh hưởng lớn, bởi là nhiều khi nó chỉ ảnh hưởng là rõ to thì đổ thôi, cũng không ảnh hưởng, bởi vì mình để sâu ở bên trong thì sâu nó lại đục tiếp thì nó lại càng ảnh hưởng lớn hơn. Một công đôi việc đấy hả? Đúng rồi. Ừ, thế là bây giờ phải trèo lên à? Bây giờ là mình phải trèo lên, xong mà chắc chắn là tre như này thì bây giờ nó sẽ dồn hết về một đốt rồi. Thường là nó ăn là nó sẽ ăn cả cây, nhưng mà bây giờ là tre nó già rồi nó sẽ dồn về một đốt, ở một đốt thôi. Thì chắc chắn là sẽ ở một vài đốt ở trên này. Theo như là em biết thì chắc chắn là nó sẽ ở trên đoạn ở trên này, bởi vì là nó có cái lỗ để thở oxy đấy, thì chắc chắn là nó ở đoạn trên này thôi. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bắt sâu tre. Thế bây giờ anh nhường cho em với cả em Như trèo lên nhá. Như mặc váy có trèo được không? Không anh ạ. Váy thì không trèo được. Thôi nói chung là có lẽ là Phúc phải trèo nhá. Anh nếu mà anh hỗ trợ được anh sẽ hỗ trợ Phúc để trèo bắt sâu tre xem nó như thế nào. Cái này hình như là mình hôm qua mình đã kiểm tra rồi sao ấy nhỉ? Vâng. Phúc bảo chặt tre tìm sâu thì cần phải mạnh mẽ. Tráng ấy thì không có sâu, bởi vì là sâu thì nó sẽ ăn lớp ở bên bán ở bên ngoài thì sẽ ăn lớp này thì nó sẽ màu đen. Đó thì em sẽ trà đốt ở trên, có sâu ở trên này thì chắc chắn là nó sẽ màu đen. Như thế có phải nhiều không Phúc? Theo em đang thấy trong này thì hơi tối nhưng mà cũng khá nhiều anh ạ. Trong đốt hơi tối nhưng mà cũng nhiều lắm. Thưa quý vị, vì là bây giờ con sâu nó vẫn còn đang còn sống mà nó trắng tinh, nó bằng nửa ngón tay út à. Đó, và nó ngọ ngoại, nhìn nó hơi bị ghê một chút. Những khi thấy sâu mà thò tay vào bắt thì lại phải hết sức nhẹ nhàng. Bởi loại ấu trùng này rất dễ vỡ, mạnh tay chúng sẽ vỡ và như vậy thì phải bỏ đi. Sâu lấy ra đến đâu thì phải để vào chỗ kín, chỗ mát, kẻo chúng sẽ chết. Những con sâu tre được bắt ra khỏi ống, nếu để ở một vị trí mát mẻ, chúng vẫn có thể sống được 2-3 ngày. Hoặc bà con sẽ cho chúng vào tủ cất đông từ khi chúng còn sống để đảm bảo độ tươi ngon. Đây, thưa quý vị, một cái cây tre non đầu tiên thì Phúc với cả Như đã bắt được chừng này sâu tre nó được khoảng độ một lạng thôi. Đó, nhưng vấn đề ở đây là tôi thấy con sâu tre nó rất là béo và rất là ngậy nhỉ? Vâng ạ, con này còn ăn sống được đấy anh ạ. Thật không đây? Dạ vâng, thật ạ. Thế à? Vâng ạ. Phúc, ăn được không? Cái này ăn được sống anh ạ, nhưng mà hơi ngậy cho nên là tùy theo người nó ăn được hay không.
Đó là do những người ăn như thế là cảm giác là không thoải mái lắm. Nên từ thường là người ta sẽ xào lên rồi ăn nó ngon hơn, vị nó đặc trưng hơn. Nhưng mà bà con ở trên này thì vẫn ăn sống hả? Vâng, người ta vừa đi bắt mà có thể là nhai một vài con trước rồi mới đi xào. Thử nhá. Anh mà đau bụng là bắt đền hai đứa nhá. Nhá. Anh thử. Anh thử nhá. Thực ra ấy, tôi thì tôi không có ngại bất cứ một cái món ăn nào cả. Bởi món ăn nào mà đồng bào bà con ăn được thì bản thân tôi cũng sẽ ăn được. Đó. Thế nào nhỉ? Nó ngậy. Và nếu mà quý vị ăn sống cái củ sắn dây rồi ấy, quý vị sẽ thấy là khi mình ăn sống cái con sâu này, cái hương vị nó gần gần giống như thế, tuy nhiên là nó sẽ ngậy hơn. Đó. Nhưng mà thôi thì ăn một con thôi, còn để lát nữa Phúc với cả Như sẽ chế biến để tôi có thể thưởng thức khi mà sâu tre sau khi được chế biến hương vị nó sẽ như thế nào. Bây giờ sẽ là cây tre thứ hai. Có lẽ chỉ cần khoảng 2 cây tre là đã có thể đủ một bữa ăn cho tất cả chúng tôi. Ở nhà Phúc nói riêng, đồng bào Mông Mù Cang Chải nói chung, thì món sâu tre là trở thành một món ăn hết sức quen thuộc. Phúc bảo, trước đây giá sâu chưa đắt thì đến bữa là ăn sâu tre. Nhưng từ khi sâu tre có giá 100 ngàn một cân, thì gia đình em và bà con trên này thường bắt để bán, chứ ít khi ăn. Và cũng từ đó, món ăn này trở thành một đặc sản hấp dẫn với khách miền xuôi mỗi khi đến thăm Mù Cang Chải. Vâng thưa quý vị, sau khoảng nửa tiếng thôi thì Phúc và Viết Thành với cả là và Như đã bắt được khoảng độ chỗ này tầm khoảng 3-4 lạng này em nhờ. 3-4 lạng sâu. Bây giờ thì mặc dù là cũng đã cuối mùa rồi nhưng cái số lượng sâu ấy thì nó lại dồn vào trong một cái ống, chính vì vậy mà dễ bắt hơn rất là nhiều. Và bây giờ là chúng ta chế biến thôi nhờ. Như thì là một cô gái người Mông, tuy rằng là học và lớn lên ở Hà Nội rất là nhiều năm, tuy nhiên thì ngay từ hồi nhỏ thì Như đã được thưởng thức món này rồi và được mẹ dạy làm món này rồi đúng không? Chính vì vậy có thể là để chế biến món này có khi Như sẽ làm ngon hơn Phúc. Vậy mình sẽ thì nhường lại cho đúng rồi. Cô gái xinh đẹp nhất để nấu. Đúng rồi. Chúng ta dùng mỡ lợn à? Mình cái này là mình cho mỡ nhiều là cũng không giòn. Chín rồi ấy thì giòn rồi, mình cho ít lá chanh với lại cả cho chỉ cho thêm ít lá chanh là ngon rồi anh ạ. Thế ha. Gì nữa. Vâng. Quý vị thấy không ạ? Mỗi đồng bào thì có một cái nét văn hóa về ẩm thực nó khác nhau. Nếu mà đồng bào người Thái người ta cầu kỳ bao nhiêu thì mình có thể thấy là đồng bào người Mông họ cũng sẽ đơn giản bấy nhiêu, khá là đơn giản trong cách tạo ra những cái món ăn. Và ngay cả những cái món đặc biệt như thế này thì cũng chỉ là dầu ăn và một chút bột canh, một chút có cho nước muối mắm. Rồi thì mình thường ở trên này thì người ta sẽ dùng muối và mì chính, chủ yếu làm gia vị. Còn bột canh thì ít khi dùng bởi vì không đủ cái độ mặn. Người vùng cao ở trên này người ta hay dùng độ mặn cao hơn. Đó. Có lẽ rằng là do chính những cái đời sống sản xuất của bà con đồng bào người Mông thì sẽ khó khăn và vất vả hơn rất nhiều so với đồng bào người Thái. Chính vì vậy mà cái việc mà để tạo ra những món ăn nó sẽ đơn giản hơn để nhằm tiết kiệm thời gian. Đó. Và bây giờ sẽ nhường lại tất cả các công đoạn để cho em Như tạo ra. Em làm thế nào thì làm, lát nữa anh và Phúc và Ngân là phải ăn ngon nhờ. Wow. Đây là món sâu tre rang lá chanh. Gia vị thì đơn giản là chỉ có muối và mì chính. Nhưng cái khó là rang làm sao để con sâu không bị cháy, không bị nổ và phải chín vàng đều. Để làm được như vậy, người nấu phải đảo liên tục trong vòng 10 phút. Và khi sâu đã vàng đều, cũng là lúc đưa lá chanh vào để làm dậy mùi. Như vậy là Viết Thành đã có một cái buổi sáng thật là thú vị khi mà có một cái trải nghiệm ở trong rừng tre mai của nhà em Phúc. Đây là vợ của em Phúc nào. Đó, và đây là cô cha là mẹ của em.
À, quý vị có thể thấy là sau khoảng 1 đến 2 năm phát triển du lịch ở cái rừng Che Mai thì cái căn nhà của gia đình em Phúc đã khang trang hơn hẳn so với trước đây, hoặc là nếu mà quý vị có thể so sánh luôn với những cái hộ gia đình đồng bào người Mông đó ở vùng Tây Bắc thì nó có một cái sự khác biệt nhỏ nhỏ đó. Và buổi trưa ngày hôm nay thì như quý vị vừa xem, chúng tôi sẽ được thưởng thức cái món tuyệt vời này, sâu tre rang với lá chanh đó, và có một cái món rất đặc biệt, đó là cái món mà chỉ đồng bào người Mông mới có thôi. Đây thưa quý vị, thịt gà này là thịt gà đen, thịt gà bản địa của đồng bào người Mông. À, thịt gà này thì da nó đen và xương nó cũng sẽ hơi hơi đen. Không biết là chất lượng của thịt thì nó sẽ như thế nào Phúc nhỉ? Cái thịt gà này thì thịt không mềm như là gà dưới xuôi anh ạ. Thịt rất là chắc. Lại mình ăn nó có vị ngọt hơn là dưới xuôi. Ở trên này thì mình thả rong cho nên là cái thịt của nó là ăn rất là chắc, và mình cảm thấy cái khẩu vị nó ngon hơn là dưới xuôi. Dưới xuôi là thịt gà thì rất là mềm, với lại cũng không phải là gà đen xương, ở trên này là chủ yếu là thả rong cho nên là gà rất là ăn thì rất là ngon anh ạ. Như một sự hữu duyên khi tôi được thưởng thức những món đặc sản của người Mông vào một ngày đẹp trời ở Mù Cang Chải, những ánh mắt nụ cười của bà con đủ để thấy đồng bào thân thiện, hiếu khách đến nhường nào. Chừng đó thôi cũng khiến bất cứ người miền xuôi nào đều cảm thấy hạnh phúc khi đặt chân đến vùng đất này. Và bây giờ thì tôi sẽ thưởng thức những cái món ăn mà tôi rất mong chờ trong những cái chương trình Cuộc Sống Nhà Nông. Bắt đầu là sâu tre, không biết rằng nó sẽ còn có nhiều nước như lúc nãy tôi ăn sống hay không. Đó. Nhưng mà cái mùi hương nó đã dậy lên rất là thơm rồi. Sau khi rang lên thì con sâu nó đã săn hơn. Nếu quý vị đã từng ăn con nhộng tằm thì quý vị, con sâu tre này nó cũng có hương vị gần giống như vậy. Tuy nhiên tôi cảm nhận rằng là nó ngọt hơn và nó thơm hơn rất là nhiều. Có lẽ cũng bởi vậy mà giá trị của sâu tre cao hơn giá trị của nhộng tằm rất là nhiều. Một cân nhộng tằm ở dưới xuôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó rơi tầm khoảng 60 cho đến 80 ngàn đồng. Còn một cân sâu tre thì bán tại nhà cũng đã 300 ngàn đồng, cũng gấp 5 lần. Đó. Chưa cần biết liệu sâu tre có thơm ngậy, liệu gà đen có đậm đà, nhưng tôi đã được cảm nhận sự nồng hậu, chân thành của bà con. Một bữa cơm của một du khách, một phóng viên, một người xa quê và một gia đình bản địa cùng sum vầy. Bữa cơm đó ngon ở cái tình của chúng tôi dành cho nhau, và hơn cả là cái duyên chúng tôi được gặp nhau. Cái niềm hạnh phúc nhất trong công việc của Viết Thành đó là cái việc Viết Thành đi đến đâu ở trên khắp mọi miền đất nước thì đều nhận được nụ cười, rồi là sự yêu mến của bà con nông dân. Dù là Tây Bắc, Đông Bắc hay là ở miền Tây. Thực sự thì để có được điều đấy thì nó cũng hoàn toàn đơn giản, bởi là Viết Thành đến với bà con bằng tất cả sự chân thành. Đó. Và nếu quý vị có một cái dịp nào đấy lên Mù Cang Chải nói riêng hay lên Tây Bắc nói chung thì hãy cố gắng đi sâu hơn vào cuộc sống của đồng bào người Mông ở Mù Cang Chải nói riêng hoặc là ở Tây Bắc. Quý vị sẽ thấy được những cái nét văn hóa về đời sống, về ẩm thực của đồng bào người Mông rất là hay, rất là đặc biệt, và có những cái nét đặc trưng mà không có một đồng bào nào ở Việt Nam có được. Câu chuyện ở Mù Cang Chải của tôi sẽ còn rất dài, bởi vùng đất này còn quá nhiều cảnh đẹp tiềm ẩn mà tôi muốn khám phá. Và tình người ở đó khiến tôi hay bất cứ du khách nào đã đến một lần đều lưu luyến và muốn quay trở lại.